Rồi, xin chào cả nhà. Hôm nay sẽ quay lại một cái video, và cái video này nói về cái vấn đề là giá của một cái kính đổi màu như thế nào. Thì rất nhiều cái câu hỏi như các bạn đã đặt cho chúng tôi là giá một chiếc tròng mắt kính đổi màu thì bao nhiêu. Thì hiện nay video này sẽ nói về cái giá của sản phẩm mắt kính đổi màu. Tuy nhiên sẽ nói rõ về cái kính đổi màu của Thái có cái giá như thế nào, thì các bạn sẽ xem tiếp cái phần sau của video này để hiểu rõ hơn tại sao nó lại có giá như thế. Thì các bạn thấy rồi, khi chúng ta bị cận thì di chuyển ra ngoài nắng như vậy rất là chói, là khó chịu, làm cho mắt thì chúng ta luôn luôn bị nheo lại. Và đây là nguyên nhân là mắt rất là dễ bị tăng độ. Và điều kiện khi ra như nắng như vậy á, cái sự mà điều tiết của mắt nó sẽ yếu đi. Nên mọi người hầu như là ra ngoài nắng thì phải đeo một cái kính mát hay là cái kính đổi màu. Tuy nhiên là với những cái người bị cận á, thì đeo một cái kính mát như vậy thì chúng ta phải tháo ra tháo vào liên tục, nó rất là bất tiện, đúng không ạ? Nếu mà bạn đang xem video này mà bạn cũng bị cận thì bạn sẽ hiểu rõ được điều này. Nếu chúng ta bị cận rồi mà chúng ta đeo một cái kính cận đi ra ngoài nắng thì nó rất là chói. Nếu mà có một cái kính mát mà nó có màu thì chúng ta đeo đi ra nắng rất là tiện. Tuy nhiên là vô trong nhà, ra tới văn phòng làm việc thì chúng ta phải tháo ra. Đây là một cái quá trình tốn thời gian, và cũng giống như là chúng ta quên mang kính hay là bất tiện làm rơi mất thì nó chưa phải là một cái lợi ích mà mang đến cho cái người dùng. Thì giải pháp là gì? Chúng ta chọn một cái kính cận mà nó có đổi màu thì khi ra nắng nó sẽ dập màu lại và vô nhà nó tự động chuyển ra cái màu trắng. Đây là cái khó khăn của cái người mà bị cận hay bị vướng phải. Chúng ta rất là bị rối ở trong cái chỗ này. Hầu như mọi người thường xuyên đặt câu hỏi là giờ phải làm cách nào, làm như thế nào để cho cái mắt chúng ta nó thuận tiện hơn. Thì có những giải pháp, hai giải pháp thì chúng ta lựa chọn cho nó dễ, đó là đeo kính cận màu hay là kính cận đổi màu. Thì cái vướng của một cái người bị cận là thường đeo kính màu thì di chuyển thay đổi cái kính nó chưa phải là phù hợp. Chúng ta chọn cái kính đổi màu thì cứ đeo một kính thôi, nhưng mà chúng ta có hai tác dụng: ra ngoài nắng tự sập lại và vô nhà nó sẽ trắng ra. Các bạn chưa hiểu được điều này đúng không nào? Các bạn chưa dùng thì đây là một cái điều mà là chúng ta chưa có thể mà biết được, hình dung được cái màu nó như thế nào, nó sập ra sao, hay là giá bao nhiêu tiền. Đây là cái nỗi khó khăn, cũng giống như là cái đau khổ của người mà đeo kính cận chúng ta bị vướng phải, hay là một cái sự tò mò mà chúng ta chưa biết, thì chúng ta xem rõ cái video này chúng ta hiểu hơn. Nhưng các bạn chưa thấy được cái điều nó tiện lợi ở cái chỗ mà chúng ta đeo kính hai ba chức năng ở trong một đó, là kính đổi màu á, thì một kính thôi chúng ta đi vi vu ở ngoài trời nắng không sao hết. Đó là quá trình mà tại sao mà mọi người rất là thích dùng kính đổi màu. Tuy nhiên bạn cũng chưa biết là giá bao nhiêu và dùng nào cho nó phù hợp, thì cái video này sẽ nói rõ hơn về điều này. Nếu các bạn có cái câu hỏi nào liên quan tới cái sản phẩm mắt kính đổi màu thì bạn cứ comment ở phía dưới đặt câu hỏi cho chúng tôi. Tuy nhiên những video như thế này thì nó sẽ giúp cho các bạn hiểu phần nào chưa có hết được tất cả các ý của các bạn, nhưng các bạn cứ comment ở phía dưới để chúng tôi có cái thông tin mà trả lời cho các bạn hiểu rõ hơn. Cái này á đã hoàn tất rồi, xong rồi, chuẩn bị giao thì chúng tôi làm video. Đây, trong này thì nó có cái chai nước vệ sinh của cái mắt kính đổi màu. Đây là kính mà đổi màu đã hoàn thiện rồi, chúng tôi đã bỏ trong hộp như thế này và chúng ta cùng xem cái video này. Thì có rất là nhiều cái kính ở trên thị trường hiện nay thì chúng ta cũng hầu như là cũng đâu đó bị lẫn lộn mà chưa biết được là cái kính như thế nào. Thì tôi sẽ nói sơ về cái kính này để các bạn hiểu rõ thêm. Đây là một cái gọng kính Gentle Monster sâu size. Thì cái sản phẩm này hiện nay đang rất là hot ở trên thị trường, các bạn trẻ rất là yêu thích. Tuy nhiên là cái gọng kính này có dùng được cái kính đổi màu hay không thì các bạn xem kỹ video này. Đây là một cái sản phẩm mà chúng tôi đã hoàn tất rồi. Tròng kính là tròng kính đổi màu. Các bạn thấy rồi, tròng kính đổi màu khi chúng ta ở trong nhà như thế này rất là trắng. Các bạn thấy nó rất là trắng trong và quan sát bình thường như thế này giúp cho chúng ta nhìn rất là rõ. Tuy nhiên khi mà chúng ta đeo cái này di chuyển ra ngoài nắng, các bạn cứ đeo cái này di chuyển ra ngoài nắng, càng nắng càng nhiều thì nó tự sập màu lại, nó màu cũng sập lại giúp cho mắt chúng ta dịu hơn và nó thể hiện một cái sự sang trọng lịch sự ở trong cái mắt kính như thế này. Khi chúng ta di chuyển vào trong nhà tự động nó lại trắng như thế này, các bạn thấy nó có tiện lợi không ạ? Tiện lợi, rất là tiện lợi và rất là tuyệt vời đối với một số anh chị cận, và hầu như mọi người hiện nay dùng rất là nhiều. Chúng ta đi du lịch, chúng ta đi chơi hay nghỉ hè, chúng ta đi thăm bà con, nhưng mà di chuyển ra ngoài đường hay đi công tác công việc thì chúng ta mỗi ngày đi ra ngoài nắng là tự động nó sập màu lại. Đấy là một cái tiện lợi cho những người đeo kính cận. Tuy nhiên không phải là ai cũng đeo kính cận, người ta cũng dùng, tất cả mọi người hầu như là đeo kính cận người ta cũng rất là thích cái kiểu này.
và một số anh chị là không cận cũng đeo được cái sản phẩm như thế này. Không cận thì mình dùng nó cái trồng đổi màu, nhưng mà không cận thì giúp cho mắt chúng ta dịu hơn, dễ chịu hơn. Trừ một số anh chị mà độ quá cao, chi phí nó cao quá thì chúng ta chưa có đủ cái chi phí chúng ta tập trung vào cầm đổi màu. Tuy nhiên là vẫn có được cái kính đổi màu cho cái độ vật cao. Nên là cái video sau sẽ nói về cái kính độ cao làm đổi màu. Nếu các bạn có độ bao nhiêu thì các bạn comment ở phía dưới, chúng tôi sẽ tư vấn cho các bạn. Tuy nhiên là cái video này chỉ nói về cái kính cận 1.5 độ. Đây là 1.5 độ đổi màu. Và cái này là đổi màu thái ra màu khói. Khi chúng ta di chuyển ra ngoài nắng là tự nhiên nó đổi lên màu khói sản phẩm của Thái. Với cái giá như thế nào chúng ta sẽ xem biết ở trong cái phần cuối video như thế này, để chúng ta hiểu được cái giá này bao nhiêu thì chúng ta sẽ làm được cái kính đổi màu nó có phù hợp với bạn hay không, hay là chúng ta thấy nó cao quá, hay là nó thấp quá, hay là nó chưa phù hợp với các bạn. Chúng ta xem kỹ vào video phần sau. Thì chúng ta nhìn qua cái giọng kính Rendermonter sâu xa nó như thế này và ráp kính đổi màu nó ra sao đó, các bạn hình dung rõ rồi. Thì chúng ta đang xem video này, chúng ta nhìn trực tiếp ở đây, chúng ta sẽ hiểu rằng kính đổi màu làm vô giọng Rendermonter sâu xa như thế nào. Và hiện nay là cái sản phẩm này là của Thái thì đương nhiên là nó sẽ hơn rất là nhiều so với sản phẩm của Trung Quốc hay là của Korea. Tuy nhiên là nó chưa phải là cái dòng cao cấp so với của Nhật hay của Pháp hay của Đức. Mua lại thì nó giá nó lại phù hợp ở trong một số các bạn trẻ mới lần đầu đeo kính đổi màu. Nếu mới lần đầu đeo kính đổi màu chúng ta có thể lựa chọn những cái sản phẩm như thế này. Còn nếu mà dòng trung hơn hoặc là thấp hơn thì cái khả năng đổi màu nó chậm, nó chưa được nhanh. Nếu các bạn muốn nó đổi màu nó nhanh, màu nó đẹp hơn thì các bạn có thể chọn cho lần đầu tiên sử dụng, thì sử dụng với cái sản phẩm của Thái. Thì tôi cũng khuyến khích và tôi cũng đồng thời cũng mong muốn là các bạn lần đầu tiên thì lên dùng cái sản phẩm của Thái, giúp cho chúng ta làm sao được hiểu về cái trồng kính đổi màu cũng như là cái giá cả nó nằm ở trong cái nhóm mà các bạn phù hợp. Có rất là nhiều bạn mà muốn cái dòng nó thấp hơn, tuy nhiên thì chúng ta phải đổi lại là nó dễ dày hơn và cái màu nó lợt. Hay là có nhiều bạn đeo một cái sản phẩm tuy nhiên là giá nó thấp thì vô trong nhà thì nó vẫn còn cái màu nó chưa có đổi trắng như thế này. Thì giúp cho cái mắt của chúng ta nhìn nó là hoặc là nhìn những người đối diện ở trong nhà thì nó chưa có được gọi là lịch sự cho lắm. Đổi trắng như thế này chúng ta hiểu rằng cái kính cận thì mọi người không có quan tâm đến vấn đề nó mờ. Còn nhiều bạn nó đeo và nó vẫn bị mờ ở trong nhà, khi chúng ta di chuyển trong nhà rồi mà nó nhạt không hết màu thì đấy là một cái trong những cái sản phẩm mà cái màu nó chưa có được nhạt hết. Hay chúng ta phải test lại coi cái chất lượng của sản phẩm ra sao. Tuy nhiên là sản phẩm của Thái là các bạn nhìn rõ trực tiếp rồi, đây là sản phẩm đã làm xong rồi, màu ở trong nhà nó trắng như thế này thì chúng tôi cũng khuyên các bạn lên dùng cái sản phẩm của Thái. Tuy nhiên với giá hiện nay đó ở trên thị trường thì tùy theo nơi, tùy theo địa điểm, tùy theo khu vực mà nó cung cấp cái giá khác nhau. Ở sản phẩm của Vidan thì hiện nay mức giá là 550.000 cho một cặp, có nghĩa là một cặp ở đây là hai bên mắt phải và mắt trái. Với cái độ nó nằm ở trong cái nhóm ở dưới 6 độ thì trong cái nhóm giá như thế này thì các bạn có thể dùng được cái sản phẩm đổi màu của Thái. Các bạn thấy rồi, với 6 độ thì chúng ta dùng được một cặp đổi màu với 550.000 trong vòng có thể là 1 năm, 2 năm chúng ta dùng cái sản phẩm như thế này. Thì đây là một cái giúp cho các bạn chưa hiểu để hiểu rõ hơn. Các bạn hay đặt câu hỏi chúng tôi về giá thì chúng ta xem video này chúng ta sẽ hiểu rõ hơn về cái giá của sản phẩm mắt kính đổi màu nó bao nhiêu, với độ nào chúng ta dùng được và với gọng kính như thế nào chúng ta dùng được. Đây các bạn thấy là những cái gọng kính thông thường trên thị trường chúng ta đều dùng được cái trồng kính đổi màu. Gọng kính Rendermonter sâu xa chúng ta cũng có thể dùng được như thế này. Rất nhiều bạn dùng cái gọng kính như thế này hiện nay nhưng mà chưa biết dùng trồng kính đổi màu có được hay không, thì chúng ta xem video này chúng ta hiểu rõ hơn. Nếu các bạn có câu hỏi này cứ đặt ở phía dưới là chúng tôi sẽ trả lời các bạn. Video này nó giúp cho các bạn hiểu được điều gì đó, các bạn hãy nhấn like và subscribe kênh, đồng thời bấm một cái chuông thì các bạn hiểu rõ thêm trong những video sau chúng tôi sẽ đưa đến các bạn. Xin cảm ơn và xin chào, hẹn gặp lại.